anh à, anh có biết chuyện gì mà tại sao anh Chu Thiên ảnh gọi hai vợ chồng mình qua gấp không? Anh không nói, anh chỉ nói mời vợ chồng qua bển để bàn công chuyện. Anh à, có bao giờ ảnh nhắc khéo hai vợ chồng mình số tiền đó không anh? Anh cũng không biết nữa. Để qua gặp anh đi, rồi tính sao. Chuyện coi với Vĩnh Kỳ tới đâu rồi? Tới đâu làm sao ba? Là tiến tới hôn nhân hay chỉ là bạn? Con á hả? Con cũng chưa nghĩ chuyện gì xa xôi hết. Mà ảnh có bao giờ đề cập tới đâu ba. Thì tụi con vẫn gặp nhau, đi chơi. Nhưng sao hôm nay ba hỏi con vậy? Ba hỏi cho biết, nếu không hương hồn của mẹ con sẽ trách ba. Sao không quan tâm đến đứa con gái yêu của mẹ? Thực ra ban đầu con cũng nghĩ anh Vĩnh Kỳ giống như mấy người bạn trai khác của con vậy. Chỉ đặc biệt hơn ở chỗ ảnh gắn bó với con từ hồi nhỏ. Nhưng càng ngày con thấy tình cảm ngây thơ hồn nhiên trước kia biến đổi nhiều lắm. Con yêu ảnh hồi nào cũng không biết. Cái đêm mà con nhảy xuống hồ bơi khiến ba lo lắng á, là cái đêm con thấy con không thể sống thiếu ảnh được. Bà hiểu con gái à? Chính vì vậy mà bà muốn hỏi con cho tường tận, để bà còn liệu định. Ba định làm gì vậy ba? Con gái của bà nếu muốn điều gì thì điều đó phải được thực hiện. Nhưng mà hôn nhân không có đơn giản như là hợp đồng kinh tế làm ăn của ba đâu nha. Không phải bên A hay bên B vi phạm là đền bù hợp đồng trước tòa án đâu nha. Bà hiểu. Ba từng trải qua một cuộc hôn nhân vĩ đại cả cuộc đời mình với mẹ con rồi mà. Vậy không biết làm sao mà có thêm bên C là bà Ngọc Thúy chen vô vậy ba? Con lại ghẹo ba nữa rồi. Con chỉ chọc cho ba vui thôi mà. Ba cũng cần phải có bạn nữa chứ. Con gái của bà quá lắm nghe. Hèn chi bà Ngọc Thúy sợ con là phải. Trời đất, con có làm gì bà ta đâu mà bà ta sợ con. À mà nè, công chuyện của công ty dạo này thuận lợi không con? Tốt lắm ba. Lợi nhuận quý đầu hả? Tăng 8% đó ba. Tình hình kinh tế lúc này khó khăn lắm. Làm được như vậy là giỏi lắm đó con. Cảm ơn ba. Con xin phép ba con đi làm nha. Ừ. Đi sớm đi. Lúc này kẹt xe dữ lắm đó. Dạ. Chị ba ơi, ra mở cửa cho tôi. Bye bye ba. Con đi làm nha. Cháu chào hai bác. Sao hai bác tới sớm dạ, vậy? Dạ chào ông bà. Chào cháu. Tại vì ba cháu muốn gặp hai bác. Mà hình như cháu cũng đi làm sớm phải không? Dạ, cháu đi làm sớm để khỏi bị kẹt xe đó bác. Cháu có khỏe không? Công việc làm ăn ra sao? Dạ, nói chung công việc của cháu cũng tốt lắm. Cháu đang xuất khẩu hàng thời trang sang Mỹ và châu Âu. Vậy là giỏi quá rồi. Thời buổi này làm ăn không biết đâu mà lần. Công ty của bác đã vậy, bây giờ cũng không khấm khá hơn. Cho nên số tiền nợ của cháu bác... Bác thấy đừng ngại mà bác lắm. Ơi, bác đừng nhắc chuyện đó nữa. Cái chính là sống có tình cảm với nhau thôi. Vài bữa nữa có cơ hội, công ty của bác phất lên lại mấy hồi. Số tiền lẻ tẻ mà chú giúp bác thì có đáng gì đâu.
Vậy thì hai bác cảm ơn cháu quá. Được lời như cởi tấm lòng vậy đó. Cháu biết không, cũng vì số tiền đó mà vợ chồng bác cứ lo lắng bấy lâu nay. À, hôm rồi hành hương qua đất Phật, bác có cầu nguyện cho cháu đó. Thiệt hả? Bác cầu gì cho cháu vậy? Bác cầu cho cháu được sức khỏe nè, rồi làm ăn phát đạt, xinh đẹp nhiều hơn. Lúc nào cũng được mọi người thương yêu giúp đỡ hết. Cầu được ước thấy. Trời ơi, bác cầu cho cháu nhiều như vậy, làm sao mà cháu nhận hết? Cháu hả? Cháu chỉ cần một điều thôi. Cháu có thể nói cho hai bác nghe được không? Dạ không được đâu. Chuyện này cháu phải tự mình cháu xin Đức Phật, không nhờ người khác được đâu. Nhưng mà bác biết chuyện gì rồi đó. Kệ em. Dạ thôi, cháu xin phép đi làm. Cháu mời hai bác vô nha. Bà cháu ở trong phòng khách đó. Ừ. Cháu đi làm nha. Chào anh chị. Chào anh. Mời anh chị ngồi. Ăn sáng luôn nha. Coi như người trong nhà, khỏi khách sáo gì hết. Tôi và Ngọc Lan cũng mới vừa ăn sáng xong. Dạ thôi, cảm ơn anh. Vợ chồng tôi đã xong từ sớm rồi. Vậy thôi, mời anh chị. Mời anh. Dạ cảm mời ơn chị. Anh tôi mời anh chị qua đây là có nhiều chuyện muốn bàn với anh chị. Dạ được anh chiếu cố dạy bảo thì còn gì bằng. Anh có gì cứ nói, chúng tôi xin nghe. Công ty Thái Bình Dương của anh từ ngày khó khăn đó hoạt động cho tới nay có gì thay đổi không? Dạ thưa anh, tình hình nó... Anh cứ uống trà đi cho tĩnh tâm, sáng mắt rồi hãy nói tiếp. Dạ. Thật ra thì mình là người một nhà, có gì mà ái ngại. Anh cứ nói thẳng đi để mình còn tính toán với nhau, cứ che giấu trong lòng như vậy có gì đổ bể ra thì không cứu nhau được. Lúc đó có hối cũng không kịp. Hay là anh cứ nói cho anh nghe đi, đừng ngại nữa anh. Thưa anh, sau khi được cháu Ngọc Lan cứu giúp thoát khỏi cảnh phá sản, tôi cũng đã cố gắng hết sức để lèo lái công ty. Nhưng tình hình xuất khẩu thủy sản hiện nay hết sức phức tạp, từ giá cả, nguyên liệu cho đến những quy định khắt khe của nhà nhập khẩu khiến cho mình không đáp ứng nổi anh ạ. Tháng trước, hai container tôm sú bị đối tác Nhật Bản trả lại vì dư lượng kháng sinh. Chuyện đó làm sao mình kiểm soát được? Vì mặt hàng đó, mình thu mua của nông dân tự nuôi trồng ở miền Tây. Còn tháng trước, cũng vậy. Ba container cá ba sa coi như bị lỗ vì động thế lưu quan chờ bên Singapore kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm. Thời buổi này làm ăn không lường trước được anh à. Anh bảo nói ra thì tụi tôi mới nói chứ thiệt tình ngại lắm. Tại vì không giúp ích gì được cho anh mà còn khiến anh phải bận tâm. Nói vậy thì làm sao gọi là người trong nhà được chứ. Mình còn tính chuyện ngồi xuôi với nhau nữa mà. Có chuyện đó nữa hả anh? Chuyện đó nói sau đi. Bây giờ tôi mời hai vợ chồng tới đây để nói công chuyện cho rõ ràng.
để góp ý vào công việc làm ăn của công ty Thái Bình Dương. Dạ, nếu được vậy thì còn gì bằng. Trăm sự nhờ anh giúp đỡ. Thiệt tình, gia đình chúng tôi được anh chiếu cố quan tâm là phước ba đời rồi. Ba đời bốn đời gì? Bỏ đi. Chuyện của công ty Thái Bình Dương tôi sẽ bàn với anh vào ngày mai. Dạ. Thủy hải sản gì đó cứ giữ. Chỉ có điều tôi sẽ cho người tư vấn thêm về nhiều mặt để đạt được hiệu quả tốt nhất. Nè, kinh doanh mà cứ thua lỗ hoài, không có lời để mà đóng thuế thì có ngày người ta rút giấy phép đó. Dạ. Còn chuyện thứ hai, tôi thấy Vĩnh Kỳ và Ngọc Lan, hai đứa tụi nó tìm hiểu nhau cũng đủ rồi, mà nếu kéo dài e không tiện. Dạ, tôi cũng nghĩ vậy đó anh. Tôi muốn làm tròn ý nguyện của nhà tôi trước khi làm chung, là lo yên bề gia thất cho Ngọc Lan. Chuyện này tôi muốn anh chị tích cực hơn với Vĩnh Kỳ. Là bậc làm cha mẹ, tôi biết tính con gái tôi. Ngọc Lan đôi lúc tính hơi ngổ ngáo, nhưng nó vẫn là một đứa con gái tốt bụng. Dạ, nếu mà không có Ngọc Lan giúp đỡ thì... Có trước có sau. Tôi biết Ngọc Lan có nhiều bạn trai, nhưng với Vĩnh Kỳ thì nó dành nhiều tình cảm đặc biệt. Vì hai đứa tụi nó gắn bó với nhau từ hồi còn nhỏ lần. Nhưng tôi để ý thấy Vĩnh Kỳ lại không được như vậy. Anh nói không được, nghĩa là sao? Anh có thể nói rõ thêm không? Hình như tình cảm của Vĩnh Kỳ dành cho Ngọc Lan rất lật lạc, hững hờ. Có một đêm tôi để ý thấy Ngọc Lan nó gọi cho Vĩnh Kỳ hoài mà không được. Vĩnh Kỳ không nghe máy. Ngọc Lan nó đau khổ, nó khóc lóc, làm cha tôi cũng thấy xót xa theo. Có chuyện đó nữa hả anh? Tôi bịa ra để làm gì? Tự nhiên tôi nói ra như vậy á, chẳng khác nào tôi xin xỏ hay năn nỉ anh chị à? Không, xin anh đừng nghĩ vậy. Tôi nghĩ Vĩnh Kỳ nó không phải người như vậy đâu. Có thể đêm đó nó bận chuyện gì chăng? Thôi được rồi, tôi sẽ hỏi lại cho rõ, rồi kêu nó tới đây xin lỗi Ngọc Lan nhà anh. Thôi khỏi. Làm như vậy nó lại quán trách cha con tôi, trong khi tương lai của nó vừa là con rể, lại là luật sư riêng của tập đoàn Chu Thiên tôi. Tôi sẽ cần tới Vĩnh Kỳ cho nhiều công việc quan trọng, mà tôi không thể nào lấy người ngoài được. Dạ, vợ chồng tôi vô cùng cảm ơn anh đã quan tâm cho Vĩnh Kỳ. Tôi hỏi thiệt anh chị, Vĩnh Kỳ nó có bạn gái nào khác hay là người yêu nào khác ngoài Ngọc Lan hay không? Dạ không anh, làm gì mà có chuyện đó. Anh cũng biết Vĩnh Kỳ nó là đứa tham công tiếc việc mà. Tôi nghĩ là anh chị phải để ý tới Vĩnh Kỳ, phải nhắc nhở nó dành nhiều thời gian cho Ngọc Lan nhiều hơn. Dạ, anh yên tâm, tôi hứa. Dạ thưa giám đốc. Giám đốc cái gì mà giám đốc? Tôi đã dặn cô không được kêu giám đốc, nghe già lắm. Suốt ngày cứ kêu hoài à, bực bội quá đi. Dạ, dạ thưa giám đốc. Lại nữa. Dạ thưa chị Ngọc Lan. Kêu vậy có phải dễ nghe thân thiện hơn không? Dạ, có hai chị tới nãy giờ đợi chị ở dưới á. Hai chị nào vậy? Dạ có một chị nói là bạn thân của chị. Xuân Khánh. Khánh. Ngọc Lan. Biết ngay là cô mà, chứ có ai là bạn thân Ngọc Lan nữa giờ. Chào Ngọc Lan. Dạ chào chị. Nè, nãy giờ hai người có nói xấu chị Ngọc Lan không đó?
Người đẹp như vậy ai mà dám nói xấu cho được. Chị là số 1 đó nha. Chị nói chuyện hợp ý em quá chừng. Bữa nay mình đưa chị Yến qua tham quan shop của Ngọc Lan đó nha. Chị, em rất hoan nghênh chị. Chị thoải mái lựa chọn mà xem nha. Có ý kiến gì đó chị cứ nói cho em biết. Chị đâu có dám ý kiến ý cò gì với nhà tạo mẫu nổi tiếng như Ngọc Lan đâu. Chẳng qua là ở nhà thấy Xuân Khánh mặc mấy bộ đồ đẹp quá nên chị cũng muốn thay đổi một chút đó mà. Chị nói đúng rồi đó chị. Theo em á hả, trang phục thích hợp sẽ khiến cho người phụ nữ mình tự tin hơn, hoàn thiện bản thân mình hơn, đúng không? À, không dám đâu Ngọc Lan. Nguyên nhân sâu xa chính là sức mạnh của tình yêu đó. Thôi, mình đi xem đồ đi. Chứ tắm hoài tới ngày mai cũng chưa xong đó. Ok. Nè, vậy hôm nay Ngọc Lan sẽ chủ trì dẫn hai người đi xem những mẫu mới nhất nha. Được, nhưng mà nói trước nè, không lấy tiền là không lấy đồ đâu nha. Đúng rồi. Chị sẽ rất ngại nếu như... Thôi được rồi, chị là khách VIP do Xuân Khánh giới thiệu mà. Em sẽ giảm cho chị 20% nha. Chị Yến thấy chưa, em bây giờ là đã có công việc thứ hai rồi đó. Công việc gì vậy? Thì đó, thì làm tiếp thị cho công ty của Ngọc Lan nè. Em đâu có lo sợ phải thất nghiệp đâu, phải không? Lo gì? Chị biết không, em là em cứ rủ Xuân Khánh vô đội người mẫu của công ty em. Bạn cô này nè, cứ ổng mẹo từ chối hoài à. Chị à, chị có bao giờ nghe nữ công an mà đi làm người mẫu thời trang chưa? Chưa. Nhưng nếu đó là một sinh hoạt văn hóa ngoài giờ làm việc thì đâu có gì là vi phạm. Đúng rồi. Giống như là khiêu vũ, đóng phim, ca hát thôi. Thôi. Bây giờ mình đi lựa đồ đi. Đứng đây nói hoài hả? Đi. Bên này nè chị. Nè. Công việc cụ thể của từng người tôi đã nói rồi. Vậy ai còn có ý kiến gì không? Tôi hoàn toàn nhất trí. Anh Trần Khởi có chuyện gì muốn nói phải không? Dạ. À không, không có gì đâu. Tôi sẵn sàng chấp hành chỉ đạo của anh Chu Thiên à. Tốt lắm. Vậy thì anh Công sẽ thay mặt tôi trực tiếp điều hành kế hoạch này. Tôi hứa sẽ toàn tâm toàn ý thực hiện tốt công việc được giao. Tốt lắm. Ông Trang có ý kiến gì không ạ? Ông Chu làm việc rất chu đáo. Tôi đã báo cáo về tập đoàn Khang Thị của chúng tôi. Tổng giám đốc Lý rất hoan nghênh. Tối nay tôi trở về Đài Bắc. Và coi như kế hoạch cá voi chúng ta đã bắt đầu. Chúc công việc của chúng ta thành công. Chúc mừng, chúc mừng. Công. Chúc thành công. Xin chào. Chào ông. Hẹn gặp lại. Anh Công. Anh đi nhanh quá. Tôi mới chào ông Trang, quay qua thì anh đi mất rồi. Xã giao không phải là việc của tôi, nhưng anh cần gì? Anh Công à, tôi muốn hỏi anh Chu Thiên mà không dám hỏi, cho nên tôi mới hỏi anh. Anh là người thân cận của ảnh mà. Anh muốn hỏi chuyện gì? Lúc nãy trong cuộc họp á, có nhiều chỗ anh Chu Thiên nói tôi không hiểu lắm, nhưng mà tôi ngại không dám hỏi. Rồi sao? Tôi muốn hỏi anh được không? Anh đi theo tôi. Cảm ơn anh. Mời anh. Anh uống nước. Anh Chu Thiên trọng dụng như vậy là hiếm có. Chắc là anh phải có năng lực gì đặc biệt lắm. Anh muốn hỏi gì thì nói đi, tôi còn nhiều việc lắm.
anh Chu Thiên nói công ty Thái Bình Dương của tôi sẽ đứng ra phân phối hàng hóa của kế hoạch cá voi, nghĩa là sao? Tại sao tập đoàn Chu Thiên không làm chuyện đó? Chắc chắn sẽ hiệu quả hơn. Anh Trần Khởi, tôi có bổn phận phải nhắc nhở anh sau câu hỏi vừa rồi. Nếu là người khác thì tôi đã rủ ra khỏi phòng rồi. Nhưng bởi vì anh là người thân tín của anh Chu Thiên, nên tôi tạm cho anh nợ một lần sự trừng phạt. Đến vậy sao? Tôi không có ý xấu đâu. Tôi biết. Chính vì vậy mà nãy giờ anh vẫn còn cơ hội ngồi nói chuyện với tôi. Xin anh cho tôi biết tôi đã sai gì. Cái sai lớn nhất của anh là hỏi. Sao? Nguyên tắc là không được hỏi. Hãy làm theo mệnh lệnh được giao. Nhưng nếu như có chuyện gì không đúng thì tôi cũng không được góp ý kiến à. Lúc nãy họp, anh Chu Thiên vẫn hỏi ý kiến anh em mà. Xong rồi. Bây giờ là công việc của tôi. Tôi muốn sự câm lặng. Câm lặng tuyệt đối. Anh hiểu chứ? Nếu vậy thì khó cho tôi quá. Được. Nếu anh thấy khó thì tôi sẽ nói lại với anh Chu Thiên. Không không không. Đừng nói với ảnh. Tôi không muốn làm gì cho ảnh phật ý hết. Được rồi. Kể từ đây, tôi sẽ là kẻ câm lặng. Chỉ câm lặng với kế hoạch cá voi thôi. Còn những việc khác thì vẫn là của anh chứ. Tôi xin nhắc lại, chỉ câm lặng với cá voi thôi. Tôi hiểu. Tôi xin phép anh Công nha. À, khoan đã. Tôi có chuyện này muốn hỏi anh. Được. Anh cứ hỏi đi. Anh đeo cái gì ở trên tay vậy? À, chiếc vòng này tôi mua ở Nepal. Trong chuyến hai vợ chồng tôi hành hương ở đất Phật, người ta tin rằng ai đeo nó sẽ trừ được ma quỷ ám chướng và sẽ có được may mắn hạnh phúc. Thật vậy sao? Nếu vậy thì anh sẽ được may mắn hạnh phúc à? À, tôi chỉ nghe nói vậy thôi. Vậy là chưa chắc. Nhưng tôi nghĩ chắc là phải có cái gì người ta mới tin tưởng chứ. Anh đã có một gia đình. Vậy à, anh có thể giúp tôi? Chuyện gì à? Tôi cũng mong muốn người thân của mình được may mắn, hạnh phúc. Anh có thể mua giúp chúng tôi một chiếc vòng như vậy được không? Ở tận Nepal làm sao? À, hay là để tôi nhờ bên các chùa, họ thường tổ chức tu hành hương. Phiền phức vậy sao? Như vậy thì thôi khỏi. Tưởng dễ thì tôi mới nhờ tới anh, còn khó quá thì thôi khỏi vậy. Thôi, cảm ơn anh nha. Chào anh. Chào anh. Anh đừng buồn tôi nha. Chào anh. Chào anh. Em à, cho chị hỏi phòng ông Công quản lý ở đâu vậy? Dạ, phòng này nè cô. Cảm ơn em nha. Dạ, không có gì. Mời vào. Ủa? Chào ba, xin lỗi. À, anh là anh Công, quản lý trung tâm giải trí Đông Châu. Dạ, tôi đây, mời ba ngồi. Dạ, cảm ơn.
mời bà dùng nước. Dạ được ạ. Xin lỗi, bà tới đây có chuyện gì? Ông nhà tôi nhờ tôi gửi món quà này cho ông. Xin lỗi, bà cho tôi hỏi, ông nhà tên gì vậy? Dạ ông Trần Khởi. Vậy à? Tôi xin phép. Đây là cái gì vậy? Dạ tôi cũng không biết nữa. Dạ xin chào ông. Người phụ nữ khác. Alo, Khánh nè. Trời đất, Khánh đang ở đâu vậy? Sao tự nhiên đi đâu mất tiêu à? Mình đã về nhà rồi, đang nằm. Trời, Ngọc Lan đang nhảy quay lại tìm Khánh, Khánh đâu mất tiêu à? Mình cứ tưởng là Khánh đi toilet không á. Tại vì bỗng dưng Khánh thấy nhức đầu quá nên về nghỉ thôi. Đó giờ Khánh đi chơi với Lan, Xuân Khánh có vậy đâu, sao bữa nay lại vậy? Tự nhiên mình nhảy với bạn trai xong không thấy Xuân Khánh đâu hết đó. Lan định giới thiệu bạn trai với Khánh, chỉ ngại anh nói mình xạo. Mà nè, nhức đầu vậy có sao không? Uống thuốc chưa? Hay là mình ghé nhà đưa Khánh đi bác sĩ nha. Mình có quen ông bác sĩ giỏi lắm đó. Thôi phiền Ngọc Lan quá. Nhức đầu vì bị cảm thôi. Khánh uống thuốc rồi. Mà Ngọc Lan chưa về sao? Khánh về rồi, Lan buồn muốn chết luôn. Lan cũng sắp về nè. Chứ bạn trai đâu mà buồn muốn chết. Ảnh đi với bạn bè của ảnh rồi. Mình bắt cóc người ta thì phải trả ảnh về với người ta chứ. Mà anh chàng này Ngọc Lan quen lâu chưa? Cũng lâu rồi. Chuyện ly kỳ lắm. Hôm nào ghé Lan sẽ kể cho Khánh nghe. Bye bye nha. Họ đã quen nhau từ lâu. Mình chỉ là kẻ đến sau thôi. Tại sao tôi khổ vậy chứ? Không bao giờ được trọn vẹn hết. Lúc nào cũng dở dang, đổ dở. Thưa bà má, suốt bao năm sống tha phương cầu thực nơi xứ người, không người thân thích quanh mình. Nay nhân ngày giỗ của ba, con làm bữa cơm đạm bạc để báo cáo lên ba má.
nay con đã có nhà cửa đàng hoàng, công ăn việc làm ổn định. Nhưng quan trọng nhất là con đã cưới được vợ. Vợ con tên là Nguyệt, đang đứng trước ba má đây. Bây giờ vợ con sẽ chăm sóc cho con miếng ăn giấc ngủ, không còn cảnh cô độc lẻ loi như trước đây. Vợ con sẽ sanh cho con những đứa con nói giỏi. Ba đừng lo lắng dòng họ mình bị tuyệt tự nha ba. Con xin ba má hãy về đây chứng giám cho tấm lòng thành của con và vợ con. Hãy phù hộ cho tụi con được sống bên nhau cho tới ngày răng lâm đầu bạc. Nếu ai mang chiếc vòng này sẽ được ơn trên độ trì, tai qua nạn khỏi, sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc. Vậy sao anh không mang đi mà lại tặng cho em? Anh đi làm là trụ cột của gia đình, anh cần phải được hưởng những ứng nghiệm đó. Anh dành tất cả cho em. Em cảm ơn anh. Em hạnh phúc lắm anh à. Hôm nay em định nói với anh điều này. Chuyện gì? Nhưng mà thôi, để hôm khác đi. Gì mà em bí mật vậy hả? Bí mật và linh thiêng lắm. Chiếc vòng này linh thiêng ghê á. Em mới đeo vô mà đã thấy khác khác rồi. Má. Con à, con có biết là má trông chờ cái ngày hôm nay biết bao lâu rồi không con? Bây giờ má mãn nguyện rồi. Má sanh con ra nhưng không làm được điều gì tốt đẹp cho con. May mà đời con còn phúc đức nên mới gặp được chồng con đây nè. Chú Công à, tôi giao Nguyệt cho chú. Chú coi sóc cho con tôi, chú thương yêu nó nghe chú. Dạ. Tôi không thể lột da sống đời với nó được. Má đừng có khách sáo quá. Đó là chuyện của một người chồng phải làm mà má. Má yên tâm đi. Con thương Nguyệt, con sẽ không để cho Nguyệt phải vất vả đâu má. Chị hai, chị có muốn nói gì không? Chị hai. Em nè, đám cưới của em chị không biết nói gì hơn. Chị cầu chúc cho em luôn hạnh phúc nha Nguyệt. Em cảm ơn chị. Khánh. Anh. Tôi đang bận. Anh có chuyện muốn nói với em Khánh à? Tôi đang có việc gấp. Khánh à, Khánh, em không thể dừng lại một chút được sao? Có gì anh nói luôn đi. Khánh à, anh muốn nói với Khánh điều này. Đã từ lâu rồi anh có cảm tình với Xuân Khánh. Tình cảm đó càng lúc càng sâu nặng. Sâu mấy mét, nặng mấy ký? Tôi không thể cân đo được.
Nhưng rõ ràng tình cảm đó nó đã vượt quá giới hạn cực đại của một tình cảm bình thường. Thì nó sẽ quay về cực tiểu. Không thể quay về vạch xuất phát được đâu. Chiếc xe đang lao đi với một tốc độ chóng mặt. Nó sẽ rơi xuống vực sâu. Và người ngồi trên chiếc xe đó sẽ tan xương nát thịt. Vậy thì xin chia buồn nha. À, chị ba. Chị ba. Xin Khánh. Trời, em đã có chuyện cần muốn gặp chị ba nè. May quá gặp chị đây. Chuyện gì vậy em? Chị giúp em nha. Được, chuyện nhỏ như con thỏ để chị lo. Khánh. Nè, khoan, chú Sâm đi đâu mà lẹ vậy? Công chuyện gấp lắm, để tôi... Bộ chê tôi xấu, tôi già, không đẹp bằng cô Xuân Khánh hả? Đâu có, chị đẹp lắm. Nhưng mà tôi có chuyện cần, tôi gấp lắm, tôi phải đi. Ý, tôi chưa kịp nói với chú cái chuyện quan trọng mà. Chuyện gì, từ từ nói, chút nữa nói, tôi đi đó. Lát nữa tôi cũng bận rồi, một giây thôi. Thôi được rồi, một giây nói liền đi, nói. Xong rồi. Ủa, chị có nói gì đâu mà chị nói xong? Hết giờ nói, một giây. Trời ơi, chị ba ơi, chị phá tôi không à chị ba. Mất tiêu cơ hội của người ta rồi. Sao kỳ vậy ta? Sao Xuân Khánh lại cúp máy không nghe? Có chuyện gì không? Mình nhớ là mình đâu có làm gì để Xuân Khánh bực mình đâu. Bắt máy đi em. Em đang ở đâu vậy? Sao không bắt máy? Liệu có chuyện gì xảy ra cho Xuân Khánh không ta? Không nghĩ tới nữa hả? Tội hoài không được thì cúp, không gọi nữa. Đúng là có mới nói cũ mà. Có vậy chứ. Ủa, anh Xuân Vinh. Alo. Anh à, em có đau ốm hay bệnh hoạn gì không? Xuân Khánh. Em có đau ốm hay bệnh hoạn hồi nào? Anh á, tối ngày trù ẻo em không à? Em đang làm việc ở cơ quan đây nè. Vậy tại sao Vĩnh Kỳ gọi điện thoại cho anh? Nói là điện thoại cho em nhưng em không bắt máy, đúng không? Đúng. Nhưng không phải vì em đau ốm hay bệnh hoạn gì đâu. Vậy thì vì cái gì? Sao em lại không trả lời, không nghe máy?
Nè, chiến tranh lạnh hả? Chiến tranh nóng luôn. Đến nỗi vậy sao? Nhưng mà lý do là gì? Em sẽ nói cho anh sau. Bây giờ em muốn được yên. Vậy nha. Anh đã gây ra cho Sương Khánh một tình huống tệ hại như vậy. Mà bây giờ nói không biết gì là sao? Thật đó anh Xuân Vinh à. Thú thật là tôi không hiểu gì hết. Gọi điện cho Xuân Khánh mà cô ấy không bắt máy. Vậy thì anh đã làm điều gì đó không đúng. Thì Xuân Khánh nó mới phản ứng như vậy. Tính tình của Xuân Khánh nhu mì, hiền lành. Nó không bao giờ phản ứng như vậy cả. Nè, anh nói thiệt đi. Có phải là anh đang lén phén với cô gái nào rồi vô tình bị Xuân Khánh bắt gặp hay không? Tôi đâu phải là loại người lừa đảo bắt cá hai tay. Anh biết tôi yêu Xuân Khánh mà. Nhưng mà theo tôi, tình hình bây giờ tệ quá rồi. Anh nên tích cực gặp Xuân Khánh để giải bày cho nó hiểu. Chỉ có lòng trung thực và sự minh bạch mới thuyết phục được Xuân Khánh thôi. Tại sao Xuân Khánh lại giận mình như vậy hả? Mình có làm gì đâu. Mấy hôm nay mình nhớ là mình đâu có làm gì để Xuân Khánh phật ý đâu. Trời ơi, mày đã làm cái gì vậy? Mày giỏi lắm mà. Sao mày lại làm cho Xuân Khánh phải giận mày chứ? Thiệt là mình cũng không hiểu tại sao nữa. Xuân Khánh. Anh. Anh biết là em giận anh, nhưng thú thật là anh không hiểu lý do. Chúng ta nói chuyện với nhau được không? Anh muốn được nghe em nói. Anh muốn mọi chuyện rõ ràng. Tôi chưa thấy ai như anh. Ăn dụng chùi mép rồi nói là không có gì hả? Nghĩa là sao? Ăn dụng chùi mép? Anh đã làm gì mà em phải nói anh như vậy? Anh làm gì thì anh phải tự hiểu chứ. Anh khéo đóng kịch quá. Anh tránh ra cho tôi đi. Khánh à, em nên cho anh một cơ hội để giải bày với em. Không có một cơ hội nào cho anh đâu. Tôi nhìn thấy như vậy là đủ lắm rồi. Anh tránh ra đi, cho tôi đi. Xuân Khánh, nghe anh nói nè. Khi anh chưa hiểu thì anh phải làm cho rõ. Anh không phải là hạng người dễ dàng bán rẻ danh dự của mình vậy đâu. Anh là hạng người gì đối với tôi không quan trọng nữa. Anh tránh ra đi, cho tôi đi, tránh ra. Tôi không muốn cãi nhau với anh. Nhưng mà Xuân Khánh, nghe anh nói một lần đi mà. Không muốn đứng đây làm trò cười cho thiên hạ. Khánh à, anh chàng này làm gì em vậy? Anh là ai? Anh quấy rối phụ nữ à? Anh không được nói với tôi như vậy. Chứng cứ rành rành mà anh còn chối hả? Anh đang quấy rối người ta. Anh phải cẩn thận lời nói đó. Tôi ra thấy rõ ràng anh đang giằng co với Xuân Khánh. Nếu mà tôi không ra kịp, chắc chắn anh sấn tới làm bậy với người ta rồi. Thôi đi anh Sâm. Anh ta có làm bậy với tôi hồi nào đâu. Cái gì có thì nói, không thì thôi. Anh đừng có vu oan giá họa cho người ta chứ. Sao em lại bên người ta? Sao lại nói anh vu oan giá họa? Anh làm vậy chỉ vì Xuân Khánh thôi mà. Tôi không cần. Kìa, anh thấy chưa? Anh ta đi rồi kìa. Tôi không muốn mọi người nhìn thấy anh với tôi. Anh Kỳ, anh Kỳ. Sao kỳ vậy ta? Em ngồi xích vô. Ngồi sai vậy coi chừng rớt xuống đất đó. Kệ tôi. Nói chuyện hoài, lo chạy xe đi. Thì nói cho nó vui, bớt căng thẳng, vui vẻ một chút đó mà. Vui không nổi. Bộ em giận anh hoài vậy sao? Ừ. Nè, anh đi đâu đây? Tôi còn phải về nhà lo cho ông bà già nữa đó. Tôi không có rảnh như anh đâu. Được rồi, anh chỉ xin Xuân Khánh một tiếng đồng hồ thôi. Nói thì phải giữ lời đó. Ok. Em hiểu lầm anh rồi.
Tôi không hiểu, tại sao anh đã có Ngọc Lan mà lại còn dám hại tôi? Em nghe anh nói đây nè, anh và Ngọc Lan vốn là bạn thân với nhau từ hồi nhỏ lận. Hai gia đình thân thiết với nhau như là người một nhà vậy. Cho nên nếu Ngọc Lan có thân thiết với anh cũng đâu có gì lạ. Anh đừng có chế tác dựng chuyện đó nha. Anh cãi giữa tòa thì hay, nhưng mà giết Văn á, dở ẹt à. Em đừng nghi ngờ anh nữa mà, đó là sự thật. Nếu em không tin á thì em có thể xác minh qua Ngọc Lan. Em hỏi Ngọc Lan coi anh nói vậy có đúng không. Anh chỉ có một điều là không nên nói mà thôi. Điều gì? Đó là anh yêu em và em yêu anh. Anh yêu em á thì dễ này còn phải chờ đợi để xác minh. Nhưng mà em yêu anh á thì đừng ở đó mà tơ tưởng, quá khứ rồi. Anh không sợ sự thật đâu, em cứ xác minh đi, càng sớm càng tốt để cho anh đỡ khổ. Nhưng mà anh muốn biết là em và Ngọc Lan thân với nhau từ lúc nào vậy? Sao em không nói gì cho anh biết hết? Không nói mà còn bị anh qua mặt cái dèo. Nói ra chắc giờ này anh cho em muốn mật ong dài dài. Vậy anh sẽ nói với Ngọc Lan. Không được. Anh muốn phá hoại tình bạn của tôi với Ngọc Lan hả? Nhưng mà anh đâu có lỗi trong vụ này. Sao không? Đó là lỗi tày trời. Trời không dung, đất không tha. Nhưng mà lỗi gì? Bắt cả hai tay. Anh yêu em, và anh sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu của anh đối với em là duy nhất và trọn vẹn. Hãy cho anh cơ hội cuối cùng, vì anh yêu em Khánh à. Anh đi đâu? Thì anh đưa em về. Không cần, tôi đi một mình. Trước khi gặp anh tôi từng đi một mình mà. Nhưng anh đã chở em ra đây thì anh phải chở em về, anh muốn như vậy. Cảm ơn anh, tôi tự đi được. Chào anh. Xuân Khánh à, Khánh. Chào Bích Vân. Xin lỗi vì anh đến trễ. Đường kẹt xe quá. Xin lỗi, anh dùng gì? Đơn giản, vì anh yêu em. Cho hùng cũng hùng. Anh yêu em và điều đó không thể nào thay đổi được. Tình yêu của chúng ta đã là định mệnh rồi em à. Chán quá, không biết phải làm gì bây giờ. Xuân Khánh đã phản ứng như vậy thì làm sao cho cái suy nghĩ lại đây? Chẳng lẽ mối quan hệ của mình và Xuân Khánh đành phải dở dang sao?
Ngoài những loại ma túy phổ biến mà chúng ta vẫn thường gặp như morphine, heroin, thuốc viện hay cần sa, trên thị trường hiện nay, giới trẻ rất ưa chuộng các loại ma túy tổng hợp. Vậy ma túy tổng hợp là gì? Đó là chất ma túy được điều chế bằng phương pháp tổng hợp, hóa học toàn phần. Từ các hóa chất gọi là tiền chất, điển hình là amphetamine. Nhìn chung, các chất ma túy tổng hợp có tác dụng kích thích mạnh và nhanh hơn các chất ma túy tự nhiên và bán tổng hợp. Chúng có tác dụng kích thích nhất thời hệ thống thần kinh trung ương, gây hưng phấn và quan tưởng. Do vậy, chúng còn được gọi là các chất loạn thần, ma túy điên, ma túy bạo lực. Các chất ma túy này được coi là những chất ma túy nguy hiểm nhất. Các đồng chí lưu ý, trong thời gian gần đây, ở nước ta đã xuất hiện các loại ma túy tổng hợp nguy hiểm nhất, đặc biệt là chất ma túy kích thích dạng amphetamine, rồi thuốc lắc hay ecstasy. Các loại thuốc lắc này rất phổ biến ở các vũ trường. Em còn giận anh hả? Anh xin lỗi em à. Anh đi đi. Từ giờ trở đi tôi không muốn dính dáng gì tới anh hết. Em muốn chấm dứt với anh thiệt sao? Vì thằng luật sư đó hả? Là vì anh đó. Anh? Tại sao? Vì mấy viên thuốc đó hả? Em nè, nó giống như kẹo thôi. Anh tặng cho tụi nó cắn chơi, chứ có buôn bán gì đâu. Nhưng mà chuyện này em đừng nói ra lộ liễu, tới tay công an thì phiền lắm. Thôi ra nhảy đi em. Tôi mệt quá, tôi đi về đây. Về. Ngọc Lan, Ngọc Lan. Mời em. Mời anh. Trong ngôi biệt thự này á, nhìn đâu em cũng thấy dấu ấn của Ngọc Lan. Anh chỉ có mỗi mình nó thôi. Còn em thì sao? Em có chỗ của em. Ở đâu? Nè, đừng có nói là trên chiếc giường của anh nha. Em thiệt là. Nhìn mặt anh kìa, tức cười chưa? Nhưng mà anh chưa có trả lời em. Chuyện gì? Lại đánh trống lảng nữa rồi. Em muốn biết là em ở chỗ nào trong trái tim của anh. Anh không thích trả lời những câu hỏi loại đó. Tại sao? Đôi khi người ta nói dối hay nói thật cũng khiến cho người khác nghe khó tin. Cô Ngọc Lan đến trễ vậy? Tôi có việc cần gặp anh Vĩnh Kỳ.
anh cho tôi ghé xe chút nha. Mời cô lên. Cảm ơn. Anh không mời em vô hả? Anh có muốn cho cả chung cư này biết nửa đêm có một cô gái xinh đẹp tới kiếm luật sư Vĩnh Kỳ không? Anh nếu không muốn mọi người biết thì anh mau mau mời em vô đi. Em vô đi. Em đi đâu mà về khuya vậy? Em uống rượu nữa hả? Uống chút xíu à. Em đâu có xỉn đâu. Xỉn làm sao mà lái xe tới đây kiếm anh được. Vậy em đến đây tìm anh có chuyện gì không? Em chán anh quá à. Người ta nhớ anh chứ người ta đến đây làm gì. Chỉ có anh là em chưa chán thôi đó. Cảm ơn em. Nhưng mà khuya rồi, em nên về nhà đi, để bác khỏi trông. Em cũng chán nhà em luôn rồi. Em chỉ thích ở đây thôi. Tối nay hả? Em sẽ ngủ lại đây. Hả? Anh có phiền không? Anh có phiền cũng mặc kệ. Mai mốt nhà này cũng là của em mà. Nhưng mà người ta sẽ gì nghĩ? Kệ người ta. Anh muốn hả? Sáng mai á, em sẽ đi hết cái chung cư này vòng vậy nè. Giới thiệu, em sẽ là bà xã của Vĩnh Kỳ. Nhưng ai lại làm như vậy? Kỳ cục lắm. Nhưng mà anh với em đã có gì với nhau đâu. Sao anh lại nói vậy? Bộ anh không yêu em hả? Anh nói đi, anh có yêu em không? Tình yêu đâu phải là hỏi và trả lời như vậy đâu. Một câu thôi mà. Anh có yêu em không? Anh mà không nói em ở đây luôn tới sáng không? Anh nói đi. Anh nói đi, em về liền. Em nói là phải giữ lời đó nha. Ừ. Có. Mà không được. Nhìn em nè. Nói đi. Nhìn vô mắt em nè. Anh có yêu em không? Có yêu. Không được. Yêu gì mà cái mặt lạnh như tiền vậy á. Vô cảm quá. Anh phải nói nồng nàn say đắm vô. Trời ơi. Yêu cái gì mà chỉ đạo đủ thứ vậy. Anh mệt quá. Em xin lỗi. Em chỉ muốn anh nói với em bằng một giọng trữ tình dịu dàng thôi à. Thì em mời trước đi, rồi anh bắt trớn nói theo. Anh nói với em nè. Trả lời em đi. Anh có yêu em không? Có yêu. Anh phải nói cho trọn câu là anh yêu em lắm em mà. Thôi vậy cũng được. Thích quá. Lúc nãy em nói gì em quên rồi hả? Em nói gì đâu. Em nói là chừng nào anh nói xong thì em sẽ về mà. Em hứa rồi mà. Vậy thì ra anh nói yêu em là anh chỉ nhằm đuổi em về thôi hả? Em biết tim đen của anh rồi nha. Nhưng mà không sao. Anh cứ nói anh yêu em hoài á. Xong rồi một ngày nào đó anh sẽ yêu em thiệt thôi.
Thôi, em đi về đây. Em không có muốn là một cô gái hư hỏng phóng túng trong mắt anh đâu. Nếu mà em có những hành vi không phải, em xin lỗi anh. Tại chẳng qua em yêu anh thôi chứ bộ. Anh ngủ ngon nha. Ngọc Lan à, anh luôn luôn quý mến em. Quý mến và yêu là không có đồng nghĩa với nhau đâu. Em đi về đây, anh ngủ ngon. Ngọc Lan à, Ngọc Lan. Vậy đó. Thì nó sợ người ta bắt mất bà của nó. Sao? Làm như có giá lắm vậy đó. Ai mà thèm bắt. Không có giá, sao đu người ta hoài vậy? Chà chà, bảnh quá à nha. Ba tôi về lâu chưa? Dạ, ông chủ về nãy giờ cũng lâu rồi. Nhưng mà với một bà khách. Bà khách hả? Dạ. Ba tôi với bà khách đâu rồi? Đi làm sớm vậy con? Chồng con dậy chưa? Ảnh còn đang ngủ má à. Con vô sớm để chuẩn bị. Bữa nay có một đoàn khách quốc tế đến thăm. Ăn sáng đi rồi hãy đi con. Dạ thôi, con vô đó ăn cũng được.
Má ngồi xuống đây đi, con có chuyện này muốn nói cho má nghe đó. Làm gì bí mật vậy? Trúng số hả? Trời ơi, giỡn hoài còn hơn trúng số nữa đó má. Cái gì vậy con? Con có thai. Thiệt hả con? Chắc chắn 100% đó má. Con thử tới thử lui mấy lần rồi, lần nào cũng đậu hết á. Cô lại chính phương trời 10 phương Phật đã gia hộ cho gia đình của con. Lát nữa má lên chùa cúng tạ Phật bà đã ban phước cho con. Dạ, nhưng có chuyện này con dặn má nè. Chuyện gì vậy con? Má phải giữ bí mật cho con, không được nói cho anh Công biết. Sao vậy con? Chuyện này chồng con biết được á, nó càng thương yêu con hơn chứ. Con biết rồi, nhưng mà chưa phải lúc. Con muốn tạo cho anh một sự bất ngờ. Nhỏ này thiệt tình. Mà má hứa với con là không được nói, giống như là cái vụ mà con hẹn thằng Quân hôm trước nha. Cũng nhờ má nói với chồng con á. Nếu má không nói thì làm sao chồng con cứu con được? Trời ơi, con biết rồi, nhưng mà chuyện đó khác, chuyện này khác. Má không được nói nhớ chưa? Con đang có một kế hoạch riêng của con. Được rồi, thì má không nói. Nhưng mà nè, bây giờ thành bà bầu rồi, đi đứng nằm ngồi phải cẩn thận đó nha. Không được mang giày cao đó. Con biết rồi mà. Biết hồi nào mà biết. Cái nào cũng nói biết. Thôi con đi làm nha. Lát nữa anh Công dậy á, má làm đồ ăn cho anh Công giúp con nghe. Má biết rồi. Để má làm cho. Con đi nha. Hôm nay cô Lan không bơi hả? Tôi đã chuẩn bị đồ đạc cho cô hết rồi. Chị dẹp hết đi, tôi không bơi. Dạ. À. Dạ. Chị đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho ba tôi chưa? Dạ rồi. 2 phần đó nha. Dạ. Chào ba, chào cô. Hai người ngủ có ngon không? Cảm ơn Ngọc Lan, ngủ cũng được. Sao con dậy sớm vậy? Tại vì con muốn chứng kiến cảnh ba được hạnh phúc mà. Con chúc mừng ba. Cảm ơn con. Cô ăn sáng với ba luôn nha. Cô muốn ăn gì? Ba ăn gì, cô ăn nấy. Cô khéo quá à. Hèn chi ba thương cô là phải. Ba với cô đợi một chút xíu nha. Con đi làm đồ ăn cho ba với cô. Nè, cô để cho chị ba làm chứ? Con biết cách mà. Chào cô, chào ba. Mình ngồi đi em. Vậy là sao hả anh? Anh là ba nó. Anh thấy thái độ của nó hôm nay có lạ không? Không bao giờ nó đối xử với em nhẹ nhàng như vừa rồi. Lúc trước á, mỗi khi gặp em, nó đều nhìn em á, bằng đôi mắt hình viên đạn trên một khuôn mặt hình sự. Em hỏi anh cũng chẳng biết trả lời sao. Người ta nói á, cha mẹ sinh con, trời sinh tánh em ơi. Nói chung là những gì mà em thấy về Ngọc Lan trước kia và bây giờ đều đúng cả. Có nghĩa là em thường xuyên ở lại với anh như đêm qua. Điều đó thì anh chưa dám chắc. Tại sao? Vì còn tùy vào thời tiết, coi nó diễn biến sao nữa. Chuyện đó dễ mà. Bữa nào trên truyền hình lại chẳng có tiết mục dự báo thời tiết. Tôi thấy cô Lan cũng hay ghê đó nha.
Hay gì mà hay. Ba của tôi mà làm vậy là chết với tôi á. Sao chết? Dắt gái về nhà chứ sao. Gái này hả? Là gái mẹ rồi. Gái mẹ thì cũng là gái, không chừng còn nguy hiểm hơn nữa. Sao nguy hiểm? Vì có nhiều kinh nghiệm á. Nhưng mà ba tôi được vui vẻ như người ta là tốt rồi. Nhưng tôi thấy cái bản mặt của bà này âm mưu lắm á. Vậy chứ cái mặt ai mà không âm mưu? Mặt chị phải không? Đúng rồi. Vậy chị á, có làm cho ba tôi vui vẻ giải khuây được không? Ưới đâu được. Cô Lan này, ông chủ mà nghe được đuổi tôi bây giờ. Alo, anh Kim Ngọc đó hả? Dạ tôi đây ạ. Cậu Tài đem xe đến, nói với tôi là giao cho cậu 2.000 thùng cạc tông có in logo của công ty Thái Bình Dương để chở về bên anh vô hàng, có đúng không anh? Đúng rồi, anh giao nó đem về cho tôi nha. Nhưng mà hàng gì? Anh có thể cho tôi biết được không? Thì cũng là hải sản như anh thôi. Anh Chu Thiên đã nói cho anh rồi mà, còn hỏi gì nữa. Tính tôi hay cẩn thận vậy mà. Được rồi, để tôi nói nhân viên nó xuất hàng cho anh. Chào anh. Cậu ra xe đi, tôi sẽ nói người đem hàng ra cho cậu. Chứ không phải ông sợ tôi chở hàng lậu bằng bao bì của công ty ông chứ gì. Cậu thông cảm đi, tánh tôi hay lo xa vậy mà, không có gì đâu. Thôi, cậu ra xe đi, tôi sẽ cho người mang ra. Ok, thôi chào ông. Chào cậu. Anh, alo. Dạ, xe về tới bãi rồi anh. Dạ, giờ đang vô đó anh. Dạ là thôi anh ha. Dạ dạ dạ, xe đang vô anh. Dạ dạ rồi, để em thu xếp anh ha. Dạ dạ rồi, bye anh ha. Dạ. Ê, ông kia, ông đi đâu đây? À, thưa chú, tôi đi mua thức ăn gia súc. Mua thức ăn gia súc thì ra ngoài cửa hàng. Đây là nhà riêng của ông ta, vô đây chơi ông nội. Đi. Từ từ đã đi, làm gì hung dữ dữ vậy? Lại lên. Thiệt tình. Bực mình. Dạ, chào ông chủ. Công việc ổn chứ? Dạ. Dạ, cha già Trần Khởi á, rắc rối quá. Biết em rồi, mà không chịu giao hàng. Cứ đòi em phải gọi điện thoại cho ông chủ rồi mới giao hàng. Thì làm ăn phải có người này người kia chứ. Có ba vị rồi, nói tụi nó vô hàng đi. Dạ. Nhưng mà ông chủ ơi, em nghĩ... Gì nữa? Em nghĩ mình phải tăng cường thêm mấy bảo vệ nữa. Hồi nãy em vừa về, em thấy có một thằng cha lạ mặt mà vô trong nhà mình ngói giáo dắt tùm lum hết á. Thằng nào? Em chạy ra em hỏi nó, nó nói là nó đi mua thức ăn gia súc, nhưng nó đi lộn vô trong nhà của mình. Kêu thằng Bảy qua đây cho tao. Dạ. Mẹ nó, giao cho nó cái yết hầu của mình cũng như không. Mày thấy cái thằng đó có dễ gì là công an không? Dạ. Em nhìn thấy cái vẻ mặt của nó ngơ ngơ ngáo ngáo, giống thằng nhà quê lắm. Em nghĩ nó không phải là chèo đâu.
Dạ ông, chủ gọi em có chuyện gì không chủ? Tao đuổi mày bây giờ đó nghe bậy. Dạ, em đâu có làm gì đâu mà ông chủ đuổi em ông chủ. Còn hỏi nữa hả? Tao giao cho mày trông coi trước sau. Tại sao mày để cho người lạ xâm nhập vào? Dạ, đâu có người lạ nào vô nhà mình đâu ông chủ. Mày còn trả treo nữa hả? Nếu mà thằng Tài không phát hiện kịp thì thằng đó đã đi vô khu vực cấm rồi. Lúc đó mày làm gì? Mày đâu? Tao giao cho mày sinh mạng của tao để mày bắt đứng tao hả? Dạ, em đâu có làm gì đâu. Ông chủ đừng nghĩ vậy, tội nghiệp em ông chủ. Lúc nãy mày đi đâu? Nói mau. Dạ, lúc đó em buồn ngủ quá cho nên em... Mẹ mày! Tao mướn mày về để cho mày ngủ hả? Dạ, ông chủ thương tình cho đàn em đi ông chủ. Tại vì em đuối hàng quá cho nên ngủ tiếp đi chút ông chủ. Mày phải bị trừng phạt vì cái tội chểnh mảng. Ông chủ, ông chủ, ông chủ thương tình đi ông chủ. Em làm trâu bò hay làm tất cả gì cũng được ông chủ, thương tình đi ông chủ. Thân chó của mày chẳng đáng một xu. Tài, mày nói cho nó nghe, tội của nó bị phạt ra sao? Dạ, bị đuổi không lương và đánh 50 roi. Mày nghe chưa? Ông chủ ơi, vậy chết em ông chủ ơi. Bây giờ ông chủ cho em trừ lương hay không lãnh lương cũng được nữa ông chủ. Ông chủ đừng có đánh em ông chủ ơi. Em năn nỉ ông chủ mà ông chủ đừng đánh em mà. Ông chủ, xin ông chủ mà. Ông chủ đừng đánh mà ông chủ. Ông chủ, ông chủ đừng đánh em mà ông chủ. Thà cho em lần này em không dám ở đâu ông chủ. Ông chủ ơi. Quỳ xuống mày. Ông chủ, ông chủ. À. Dạ. Ông chủ. Dạ. Dạ. Ông chủ ơi, tha cho em. Ông chủ, ông chủ. Đừng đánh em nữa ông chủ, đau quá. Ông chủ đừng đánh em nữa mà ông chủ, tha cho em đi. Ông chủ thương em ông chủ. Ông chủ thương em ông chủ. Ông chủ ơi. Ông chủ ơi, ông chủ ơi. Cút đi mày. Đi mày. Tao sẽ trả thù. Tao sẽ trả thù tụi bay. Em cảm ơn luật sư. Nhờ có luật sư mà chị em mới yên lòng nhắm mắt được. Bọn ác nhân thất đức cũng đã bị trừng trị. Thôi em nín đi, không nên sầu thảm quá mà tác động tới luật sư. Dạ, dạ em xin lỗi. Chỉ vì em buồn quá. Thôi em đừng buồn khổ nữa, hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống. Chị em mất rồi, bây giờ em là chị lớn trong nhà, phải cố gắng làm ăn mà chăm sóc cho các em, có biết chưa? Dạ, dạ em cảm ơn luật sư. Tiện thể cho em gửi tiền lệ phí với án gì đó. Em chỉ có nhiêu đây thôi, xin luật sư thông cảm giùm. Em cứ giữ lấy đi, lúc này em đang cần tiền để nuôi các em. Tôi không cần tiền của em đâu. Dạ, nhưng mà... Em yên tâm. Hơn nữa, tôi cũng đã phát nguyện là làm công công cho những người nghèo như em rồi. Em không cần phải lo lắng gì về tiền bạc. Dạ, em đòi ơn luật sư. Thôi, em về đi. Dạ, em cảm ơn luật sư. Em chào luật sư. Em chào chị. Chào em. À, em ơi. Dạ. Em cầm tiền đi. Dạ, em về.
Em gì ơi? Luật sư gọi em có chuyện gì không? Luật sư muốn lấy tiền hả? Không, em giữ lại tiền đi. Bây giờ tôi đưa em tới chỗ này để em cảm ơn một người. Dạ. Ừ, đi. Dạ. Xuân Khánh, có khách tìm em ở dưới kìa. Ai vậy chị? Xuống dưới thì biết. Bí mật quân sự nha. Chị ba này ghẹo em hoài hả? Mình chờ ai vậy luật sư? Ở đây em thấy công an không à? Có bắt em không vậy? Có luật sư bên cạnh rồi, em còn sợ gì nữa? Ừ, sao mà không sợ? Công an bắt người, luật sư đâu có bắt người đâu. Em nói vậy thì tôi chịu thua. Xuân Khánh. Dạ em chào chị. À, tới đây gặp tôi có chuyện gì không? Ủa, chị không nhớ em sao? Em của cô bé bị chó cắn đó. À, em đến đây có chuyện gì? Dạ, em tới đây để cảm ơn chị. Vậy chuyện gì? Dạ, chị em bị chó cắn chết. Nhờ có chị mà chị em được chôn cất đàng hoàng. Còn kẻ giết chị em đã bị nhốt hết rồi. Vụ này thì chị đâu có công trạng gì. Em phải cảm ơn luật sư mới đúng. Dạ, em đã cảm ơn luật sư rồi. Nhưng mà luật sư nói phải cảm ơn chị. Nên luật sư mới dẫn em đến đây gặp chị nè. À, thì ra là vậy. Chúng ta có thể nói chuyện một lúc được không? Nói gì? Anh nghĩ là có nhiều chuyện quan trọng để nói. Quan trọng với anh, nhưng đâu có nghĩa là quan trọng với tôi. Chị ơi, em nhớ hồi đó chị với luật sư lên nhà em cùng với mấy chú công an nữa. Chị nhớ. Lúc đó chị với luật sư rất là vui, đi đâu cũng đứng cạnh nhau vậy nè. Chị hỏi em câu này nha. Dạ. Nếu như em chơi với bạn mà bạn em dối trá với em thì em nghĩ sao? Tất nhiên là em nghĩ chơi với bạn đó rồi. Thấy chưa, con nít mà còn biết nói lý lẽ, huống chi là người lớn. Thôi, chị cảm ơn em nha. Chị phải qua làm việc rồi. Chào em. Dạ, chào chị. Xuân Khánh à. Những hành vi của họ rất mờ ám, nấp dưới vỏ bọc công ty thức ăn gia súc để làm điều phi pháp. Tôi xin gặp cán bộ có thẩm quyền để nói rõ thêm. Chắc anh ta cũng sắp đến rồi. Em có nói rõ địa chỉ này. Dạ chào cán bộ. Dạ chào anh. Chào anh. Dạ, tôi là người gửi thư, xin được gặp đại diện của công an. Chính tôi đây. Xin mời anh ngồi. Dạ, cảm ơn anh. Anh sao vậy? Dạ, tại em bị tụi nó đánh đập dã man. Anh xem nè. Anh uống nước đi. Cảm ơn chị. Được rồi, anh đừng cử động nhiều, hãy ráng một chút. Anh có quan hệ như thế nào với ông Kim Ngọc?
Dạ, em là nhân viên phụ trách phòng máy camera theo dõi, kiểm soát các địa điểm sung yếu trong gia trang. Anh có thể kể một số điểm mà anh cho là sung yếu ở đó. Dạ, khu giao nhận hàng, bởi vì khu đó có đông đảo người ra vào. Rồi khu bao bì đóng gói, khu chế biến sản phẩm. Nhưng quan trọng nhất là một khu vực đặc biệt do Lão Kim Ngọc mới dựng nên. Khu vực gì? Dạ, em không được rõ lắm. Chỉ ghi là khu vực dành riêng và cấm người lạ qua lại lãng giảng ở đó, dù người đó làm trong công ty. Anh có đoán được trong khu vực dành riêng người ta làm gì không? Dạ, em không được phép vô. Bên trong không đặt camera, chỉ đặt toàn bên ngoài không à, nên em không thấy gì cả. Nếu em mà nói càng thì cán bộ trách em sao? Vậy ai có thể biết được bên trong khu vực dành riêng? Theo em thấy, ngoài ông chủ Kim Ngọc ra còn có thằng Tài. Tài? Anh ta làm gì? Hắn là cánh tay mặt của Lão Kim Ngọc. Chính hắn đã đánh em te tua thế này. Do đâu mà anh gửi lá thư này đến chúng tôi? Dạ, vì tụi nó rất mờ ám, rất bí mật. Rất tiếc. Phải chi kèm theo những lời nói này là những bằng chứng cụ thể thì tuyệt vời hơn. Bằng chứng cụ thể? Dạ thưa anh, em có ý kiến này. Mời anh. Em thấy tụi nó chuyển về rất nhiều bao bì, thùng giấy, chuyển vô trong khu vực dành riêng mà em không biết để làm gì. Đóng hàng vô thùng chứ gì. Nhưng mà thức ăn gia súc thì phải đựng vô bao bì chứ. Dạ đúng. Nhưng mà cũng có thể nó đựng thứ khác. Theo anh là gì? Theo em thì tất cả là hàng lậu từ biên giới về chẳng hạn. Đó là nơi trung chuyển để tung ra thị trường. Nhận xét của anh rất có giá trị. Theo em thì để ý có thể cho người đến kiểm tra để biết rõ sự thật. Mình làm mạnh tay với thằng Bảy quá. Tao nghĩ nó sẽ không bỏ qua đâu. Thế nào nó cũng quậy lại mình. Dù sao thì nó cũng biết nhiều chuyện ở đây. Chỉ có chuyện kia là nó chưa biết. Dạ, em xử nó nha ông chủ. Làm vụ này không nên quá nóng nảy. Tao bây giờ cũng đang bắt đầu tịnh tâm. Cho nó tịnh lại. Dạ, cho em xin lỗi. Tao có kế này. Dạ. 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 Cậu đã phối hợp với bên cảnh sát giao thông chưa? Thưa đại quý, tất cả đã xong rồi. Tốt. Mọi người cố gắng nha. Dạ rõ. Nhanh lên tụi bay. Để chút nữa mà kẹt xe là chết với ông chủ nghe chưa. Tụi bay thấy gương của thằng Bảy không? Vừa mất lương còn phải bị ăn đòn nữa đó. Biết rồi, lẹ lên đi. Dạ. Dạ. Lẹ tụi bay. Tụi bay cẩn thận nghe chưa. Dạ, thưa ông chủ em nghe. Dạ, ông chủ có dặn dò gì thêm không ạ? Làm tới đâu rồi? Dạ, sắp xong rồi, xong em sẽ đi ngay. Tốt. Hãy làm đúng những gì tao đã dặn. Dạ, dạ, ông chủ yên tâm. Dạ. Để coi coi tụi bay làm gì được tao. Con rắn đã bò ra khỏi hang rồi. Một chiếc xe tải trung mang biển số 54Y1546. Đồng chí nghe rõ không? Rõ.
Anh cho coi giấy tờ bằng lái xe. Đợi chút. Anh là Nguyễn Văn Tài. Dạ phải. Xe chở gì vậy? Dạ em chở cá đông lạnh. Có giấy tờ không? Dạ có anh. Dạ. Đề nghị anh mở thùng cho chúng tôi coi. Dạ. Dạ mời anh. Ra sao mở thùng xe mày? Kiểm tra đi. Dạ. Dạ không có gì. Ừ. Công ty em làm ăn đàng hoàng mà sếp đâu dám bậy bạ được. Có mở cái nữa không sếp? Mở hết luôn. Trời ơi, giờ mà mở nữa là tôi phải xuống cả xe hàng đó sếp. Anh có chấp hành không? Dạ dạ chấp hành chứ. Xuống cho sếp coi. Báo cáo đại quý, đã kiểm tra toàn bộ số hàng nhưng chỉ có cá đông lạnh thôi, không có gì khác. Có kiểm tra kỹ tất cả các chỗ khác trên xe không? Dạ có, nhưng không thấy gì hết. Thôi được rồi. Đóng cửa lại. Dạ. Muốn giỡn với tao hả? Khốn kiếp, mày dám tố cáo tao hả? Tài. Tài. Dạ. Dạ ông chủ gọi em ạ. Tao nghĩ tụi nó đã nghi ngờ, tụi nó sẽ không để cho tụi mình yên đâu. Trước mắt tạm ngưng công việc kia lại, chờ một thời gian im lắng rồi tính sao. Dạ. Thứ hai, phải củng cố lại nội bộ, chọn ra những đứa trung thành nhất, sống chết với mình, mày biết chưa? Dạ, em hiểu. Thứ ba, thằng Bảy, vụ công an chặn xe khám xét gì rồi? Tao nghĩ chắc chắn là do thằng Bảy chứ không ai vào đây. Dạ, em cũng nghĩ như vậy. Nó biết quá nhiều về chuyện của mình. Nó bị ông chủ trừng phạt như vậy nên nó muốn báo công an để trả thù. Nếu nó không tố cáo thì công an làm sao biết mà chặn xe? Mày có thấy công an xét xe nào nữa không? Dạ, em thấy công an chỉ khám xét một mình xe mình thôi. Mẹ nó, nó làm chứ không ai vào đây. Tài. Dạ.
Mày biết phải làm gì rồi chứ? Dạ. Ông chủ muốn em khử thằng Bảy này ra sao? Nó phải câm không nói được tiếng nào. Dạ, em hiểu. Dạ, em xin phép ông chủ. Hổm giờ mình không có gọi điện thoại cho Ngọc Lan, mình quên bạn ấy thiệt rồi sao? Nhưng mà Ngọc Lan đâu có lỗi gì trong chuyện này đâu. Lỗi là do Vĩnh Kỳ gây ra kia mà. Ngọc Lan cũng là nạn nhân như mình thôi. Khánh hả? Bữa giờ Biển đi đâu mà bây giờ mới ló mặt ra đây? Biển đi đâu đâu, ở đây nè. Nhưng mà... Nhưng mà sao hả cô nương? Nhưng mà buồn lắm Ngọc Lan ơi. Chưa bao giờ Xuân Khánh buồn như thế này hết. Sao lại buồn hả người đẹp? Có chuyện gì mà khiến cho người đẹp của tôi buồn dữ vậy? Mình mà có nói ra thì Ngọc Lan cũng không có giải quyết được gì cho mình đâu. Nè, không nói á, để trong bụng hoài khó chịu lắm mà nha. Nói đi, Ngọc Lan gỡ rối cho. Chuyện nó dài dòng và rắc rối lắm. Nói ra không có hết được đâu. Vậy ghé công ty mình chơi đi. Có mấy mẫu mới á, chắc là Xuân Khánh thích lắm. Thấy hợp với Khánh lắm á. Vậy cũng được. Lan ngủ ngon nha. Ok, bye. Vẫn chưa nói được gì hết. Sao khi không lại rắc rối như vậy chứ? Nhức đầu quá. Cô ấy cũng có thể hành xử quá mức, không như người bình thường. Chị thấy Vĩnh Kỳ không đến nỗi là người tệ hại như em nghĩ đâu. Em nên dành cho Vĩnh Kỳ một cơ hội, trong khi cậu ấy đang cần em tha thứ. Em á thì không tha thứ, còn Vĩnh Kỳ thì một mực kêu oan. Anh nghĩ chỉ còn một cách để giải quyết vấn đề này thôi. Anh cách gì vậy? Cách này bí mật á, không có nói được đâu. Em nói thiệt với anh chị nha. Em mà là Xuân Khánh hả? Em nhất định sẽ cho anh chàng đó rớt đài liền. Tình yêu là phải tuyệt đối và độc nhất, đúng không? Đâu có thể mà lãng quạng được. Xin mời. Chà, Ngọc Lan có vẻ sành đời quá ha. Chắc là Ngọc Lan có nhiều kinh nghiệm bản thân lắm. Em á hả? Em... Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu. Chị có nghe bài hát Tình Nhớ chưa? Chưa. Anh Xuân Vinh, con nhỏ này nè, suốt ngày nó toàn nói móc em không à. Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu, như bóng chim cuối đèo. Đó, Ngọc Lan là vậy đó. Như bóng chim cuối đèo. Đúng vậy không Ngọc Lan? Vì anh thấy một phụ nữ thành công như em, cả về sự nghiệp lẫn bản thân, thì làm sao là bóng chim cuối đèo được? Anh Xuân Vinh mới là người hiểu ý em nhất á. Vậy anh mới xứng đáng là anh của em chứ. Em xứng mấy mà như bóng chim cuối đèo đúng không? Em á hả? Em đã có bạch mã hoàng tử của em rồi. Vậy sao? Ai vậy? Em không nói ra đâu. Đó là một bí mật mà em phải cất giữ đó mà. Không chừng anh cũng biết bí mật đó rồi nha. Không dám đâu. Sao mà anh biết được chứ? Anh là công an mà. Nhưng mà nè,
Em có lần nào đi với người đó ra ngoài chưa? Thì tất nhiên là phải có rồi. Vậy là lộ bí mật rồi nha. Nè, nếu mà anh nói em đi ra ngoài hả, thì em đi với một tá anh chàng, làm sao mà anh biết được chứ? Mà mắc cười lắm nha, anh chàng nào cũng nói là sẵn sàng chết với em hết đó. Nhưng mà trong một tá đó thì chỉ có một anh chàng là bạch mã hoàng tử của em thôi, đúng chưa? Thì đúng rồi. Thì cũng phải thôi, vì em không thể nào có một tá bạch mã hoàng tử được, mà chỉ có một người thôi, đúng chưa? Nè, làm gì mà bà ngó tôi dữ vậy? Thì để học hỏi kinh nghiệm. Sao? Bạch mã hoàng tử đó chắc là đẹp trai và nổi tiếng lắm, phải không? Sao anh biết hay vậy? Thì anh đã nói rồi, anh là công an mà. Để coi nha, trong bàn này có ai biết được bạch mã hoàng tử của Ngọc Lan là ai không? Không bao giờ biết được đâu. Để anh ra lại coi nha. À, cậu Hùng giám đốc công ty cổ phần Kim Long, đúng không nè? Ôi, cái ông đó đó hả, xách dép em cũng không thèm. Khó dữ vậy sao? Vậy là cậu Minh, quản lý công ty liên doanh nhà hàng khách sạn, chắc chắn luôn. Cái thằng cha đó đó hả, chán thấy mồ. Đàn ông gì mà không biết ca lăng vậy trơn á. Vậy thì ai ta? Anh cũng biết đó, cũng quen thân với anh nữa đó, luật sư Vĩnh Kỳ. Sao anh biết hay quá vậy? Anh tài thiệt á. Luật sư Vĩnh Kỳ là bạch mã hoàng tử của em à? Còn hơn như vậy nữa, Vĩnh Kỳ là vị hôn phu của em đó. Ủa, anh không tin hả? Anh chỉ là hơi ngạc nhiên một chút thôi, làm sao không tin được. Em xin phép. Mời mọi người. Mời. Cửa cho chị đi em. Em có sao không? Em không sao. Alo, anh Xuân Vinh, chào anh. Anh đừng gọi tôi là anh em nữa. Anh nói gì vậy? Tụi mình là anh em mà. Không có anh em gì hết. Anh là một người dối trá, vậy mà uổng công tôi đã tin tưởng anh. Anh nói gì tôi không hiểu. Chuyện gì vậy anh? Anh Xuân Vinh à, anh phải nghe tôi. Tôi đã nghe. Tôi đã nghe được từ chính miệng Ngọc Lan nói ra. Ngọc Lan đã nói gì? Anh là chồng chưa cưới của Ngọc Lan, đúng không? Trời ơi, làm gì có chuyện đó, cô ấy nói dối đó. Tôi chưa hề là vị hôn phu của ai cả. Anh cứ xác minh, anh là công an mà. Tôi đã xác minh. Tôi đã xác minh qua chính miệng của vợ chưa cưới của anh. Anh còn đòi hỏi gì nữa? Tôi xin anh, đó không phải là sự thật. Anh hãy nghe đây, kể từ giờ phút này, tôi thay mặt gia đình, cấm anh quấy rối em tôi dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu anh còn ngoan cố, tôi sẽ kiện anh ra tòa đó. Anh Xuân Vinh, anh Xuân Vinh à. Anh Vĩnh Kỳ, em có thể giúp được gì cho anh không? Cho anh ly nước. Dạ.
Cảm ơn em. Dạ. Em nghĩ là em có thể giúp được anh. Em biết chuyện gì mà giúp? Thì anh còn chuyện gì khác ngoài chuyện của cô ấy chứ? Em không giúp được đâu. Cho em một cơ hội đi, để em có thể làm một điều gì đó cho anh. Làm sao để một người phụ nữ đã mất niềm tin ở mình lại có thể trở lại tin tưởng mình chứ? Anh hãy làm một hành vi bất ngờ trước sự chứng kiến của nhiều người để chứng tỏ tình yêu của anh đối với cô ấy. Anh không ngờ em lại có ý tưởng rất hay như vậy. Ai dạy cho em vậy? Nếu em nói ra chắc chắn anh sẽ không tin đâu. Nhưng anh đang muốn biết điều đó. Ba em phải không? Mẹ em anh chị em hay là bạn bè? À, anh biết rồi. Người yêu của em phải không? Anh thấy em hình như không được vui. Anh có làm gì để em buồn không? Anh nhớ lời em dặn nha. Anh sẽ làm theo lời em. Cảm ơn em nha. Anh Kim Ngọc, báo cáo tình hình đi. Tôi muốn biết mọi chuyện diễn tiến như thế nào. Thưa anh Chu Thiên và anh Công, tôi nghĩ đây mới là lúc công việc chúng ta bắt đầu. Tại sao? Chúng ta sẽ trả lời ông Trang như thế nào khi nửa tháng nữa người của họ sẽ qua đây? Nhưng không thể nào nóng vội được. Tổ công an đã đánh hơi thấy được cái gì đó. Chúng đã kiểm tra tôi 2 lần, trên đường và tại nhà. May mà tôi còn có chút nghề nghiệp, có thể đánh lừa được tụi nó. Không thì đâu còn ngồi đây gặp các anh đâu. Anh khá lắm, như vậy mới là ông chủ gia tràng chứ. Tôi không khen ngợi anh Kim Ngọc về sự lanh trí ứng phó mà anh vừa nói đâu. Ở đây chỉ có một người được phép khiển trách tôi, đó là anh Chu Thiên. Anh là cái gì chứ? Tôi là người được anh Chu Thiên giao nhiệm vụ quản lý, giám sát toàn bộ công việc này. Tôi sẽ hành động theo chức trách của tôi. Tôi không chấp nhận một kiểu cách làm việc bốc đồng như vậy. Tôi không muốn giao tính mạng của chúng tôi cho anh. Anh muốn ăn thua đủ với tôi phải không? Thôi thôi, anh em một nhà cả thôi mà, ẩu đả với nhau làm cái gì? Tất cả cũng vì công việc chung thôi. Tôi nghĩ là anh Kim Ngọc cũng nên lưu ý những cảnh báo của anh Công. Còn anh Công á, thì cũng nên mềm dẻo một chút. Tôi vẫn giữ quan điểm của tôi. Làm cái nghề này mà lơi lỏng kỷ luật là không xong đâu. Có biết bao nhiêu ông trùm đã bị còng tay, cho dù họ hết sức thận trọng và cảnh giác. Thôi, bỏ qua đi. Tôi xin lỗi anh Công. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Có dù vậy chứ, dù sao thì chúng ta cũng là anh em mà. Còn bây giờ thì tôi giờ chuẩn bị cho lô hàng đầu tiên. Các anh có ý kiến gì không? Tôi chỉ nhắc anh nên nhớ rằng anh đang bị theo dõi, và điều đó cực kỳ nguy hiểm. Nhưng chính cái nơi nguy hiểm nhất lại là chỗ an toàn nhất.
Nếu có gì không ổn á thì anh nên báo người của ta ngay. Dạ. Anh phải chú ý tới thằng Tài, đừng để nó biết nhiều chuyện quá. Thôi, chào các anh. Tôi xin phép. Và tôi sẽ lưu ý. Thằng Công này là thằng nào mà anh Chu Thiên lại tin tưởng nó đến như vậy? Nó dám phê bình mình nhưng nó cũng đáng gờm. Nó dám công khai chia rẽ mình với thằng Tài, cái tên mặt của mình. Được, tao sẽ cho mày thấy. Anh gặp Kim Ngọc từ hồi nào vậy? Anh có biết gì về hắn không? Tôi chỉ biết Kim Ngọc thời gian gần đây thôi. Ông chàng đã giới thiệu hắn với tôi và cho biết hắn rất thành thạo trong lĩnh vực này. Thực ra hắn là một mắt xích rất quan trọng trong kế hoạch và đầu mối tiếp nhận nguyên liệu và chế biến thành hàng hóa. Tôi hiểu. Vì vậy nó mới có những thái độ trịch thượng và thiếu tôn trọng như vậy. Thôi, bỏ qua đi. Nếu vụ này thành công, tôi sẽ tổ chức cho vợ chồng anh một đám cưới thật hoành tráng, thật lớn. Tôi cảm ơn anh, nhưng anh đã cưu mang tôi như thế này, tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Tôi không còn mong muốn gì hơn. Tôi thấy anh là một người thật lạ. Mà tôi thú thật, tôi vẫn chưa hiểu anh một cách trọn vẹn. Tôi thì lại thấy mối quan hệ của chúng ta rất rõ ràng. Tôi là người đầy tớ trung thành tuyệt đối với ông chủ đã cứu vớt và cưu mang tôi. Anh làm tôi cứ ngỡ tôi là hoàng đế không bằng. Chỉ có hoàng đế mới nhận được sự trung thành tuyệt đối của bầy tôi. Ha ha ha.